Phần 17, Những nôn mửa của con rồng trên hội thánh Chúa bởi Aston MBAIA. -E những nôn mửa của con rồng trên hội thánh Chúa. Khải 12 giờ 15 phút trắng phun nước ra khỏi miệng như lũ theo người đàn bà, để nó có thể làm cho cô ấy bị cuốn trôi theo dòng sông. Kẻ chống Chúa, Antichip, đang đến là hiện thân của thú vui xác thịt và thú vui cuộc sống một dân bốn, ba và mọi thần linh không nói rằng Đức Chúa giê xu đến bằng xương bằng thịt, thì không phải là của Đức Chúa Trời, và đây là thần của kẻ chống Chúa, mà các ngươi đã nghe nói rằng nó sẽ đến, và ngay cả bây giờ nó đã ở trên thế gian. Tôi đã có một kinh nghiệm khi tôi đang suy gẫm lời Đức Chúa Trời. Chính trong lúc suy gẫm lời Chúa, tôi đã nghe thấy tiếng Chúa nói với tôi. Chúa nói, con trai của ta, Aston hôm nay một lần nữa, ta sẽ dẫn con đến một ngọn núi cao hơn. Và khi chúng ta lên đến ngọn núi đó, tôi sẽ cho các bạn thấy Antichrist đã được tiên tri trong kinh thánh. Bạn đã biết rằng chip sẽ đến. Nó sẽ chống lại Chúa và chống lại tình yêu của Chúa. Yêu quý, bạn đã nghe nói về sự xuất hiện của Antichrist. Kinh thánh nói về kẻ sẽ trỗi dậy và sẽ chống lại Đấng Christ trong những ngày cuối cùng. Thế giới đang chờ đợi sự xuất hiện của Antichrist sẽ chống lại Đức Chúa Trời và chiến đấu chống lại giáo hội chân chính và sống động của Đấng Christ. Chúng ta được biết rằng một người đàn ông sẽ trỗi dậy và chống lại Chúa và thế giới đang chờ đợi người đàn ông này. Đây là những gì chúng tôi đã nghe và học được từ các mục sư. Nhưng có một cái nhìn đặc biệt và đặc biệt từ chính Chúa giê -xu. Và nếu không có tầm nhìn này, tôi sẽ không thể biết và xác định Antichrist khi Chúa hiện ra với tôi, Ngài nói với tôi rằng kẻ chống Chúa sẽ là kẻ thù của giáo hội. Chúa nói với tôi, Aston, giáo hội đã trải qua ba thời đại trong suốt lịch sử. Thời đại đầu tiên của giáo hội là thời đại nguyên thủy khi giáo hội bắt đầu trong sách công vụ các sứ đồ. Thời đại thứ hai là thời đại mở rộng thế giới về tin mừng của phúc âm và giáo hội trong thời đại truyền bá tin mừng của phúc âm đó những người đàn ông quyền năng và tôi tớ đức chúa trời đã xuất hiện tại hiện trường để truyền bá phúc âm cho thế giới nhưng anh em phải biết rằng thời đại hiện nay của giáo hội là thời đại thứ ba của giáo hội là thời kỳ cuối cùng mà giáo hội là thân thể ta và là cô dâu của ta sẽ được cứu nhờ sự thánh hóa và thánh hóa của thánh linh đây là thế hệ cuối cùng của giáo hội và sự cứu rỗi sẽ nhờ sự thanh tẩy và thánh thiện trong ba thời đại này của giáo hội ma quỷ đã chiến đấu với giáo hội thông qua sự băng hoại và hủy diệt mục đích của hắn là làm hư hỏng và biến thái giáo hội anh ta đang làm việc để khiến giáo hội và con cái đức chúa trời sống trong cảnh hư nát xác thịt bây giờ hội thánh phải chuẩn bị để gặp chúa nhưng hội thánh sẽ trỗi dậy sẽ là hội thánh của sự thánh thiện và trong sạch khi chúa đang nói chuyện ngài đã đưa tôi lên đỉnh núi rất cao này nơi tôi nhìn thấy cả thế giới. Tôi đang quan sát trái đất thì tôi nhìn thấy một con quái vật trong không gian. Con thú này có 7 cái đầu và trong mỗi cái đầu của nó, có 7 cái sừng. Con rồng này có những dòng chữ được viết trên khắp cơ thể của mình. Tôi thấy rằng con rồng này đang nôn ra lửa đang vươn ra toàn thế giới. Khi tôi nhìn, tôi thấy rằng con thú này có móng vuốt và nó đang cầm một cuốn sách trên móng vuốt của mình con rồng này thực sự đang cầm một cuốn kinh thánh màu đỏ. Trên bìa của cuốn kinh thánh này, nó được viết bởi Chúa Giêsu. Bạn ơi, em thấy quyển kinh thánh của con rồng này bị chảy nhựa cây hoàn toàn là màu đen. Chúa Giêsu nói với tôi, này, con rồng mà bạn thấy này là kẻ chống Chúa đã được hứa. Tôi thấy rằng con thú này có nhiều ngôi sao trên đầu, trong đó có tên của tất cả các quốc gia trên trái đất và cơ thể của con rồng đầy mắt và trong mắt mỗi người anh ta có tên của tất cả dân số trên thế giới thuộc mọi quốc gia mọi chủng tộc và mọi ngôn ngữ trẻ và già đều có tên trong mắt con thú khi con rồng này đang nôn ra lửa tôi thấy rằng ngọn lửa đã nuốt chửng mọi thứ tôi thấy rằng dân số thế giới bị cuốn và nhấn chìm bởi ngọn lửa do con rồng không gian này nôn ra khi ngọn lửa của con rồng quét qua các quốc gia trên trái đất tôi thấy rằng những người trên thế giới chìm trong ngọn lửa của con rồng dường như đang an nhàn vui vẻ và giải trí tận hưởng cuộc sống tôi hỏi chúa tại sao dân sự của chúa hài lòng về ngọn lửa của con rồng đang thiêu rụi họ tôi hỏi chúa về con rồng và cặp sừng của nó chúa phán aston sừng của con rồng mà ngươi thấy là chính quyền của các quốc gia trên trái đất vì chúng sẽ cúi đầu trước ma quỷ và thờ phượng nó họ sẽ chống lại các thánh và học thuyết âm thánh những chiếc vương miệng trên đầu tượng trưng cho quyền lực mà anh ta có đối với dân số trên trái đất anh ta sẽ đến để chống lại giáo hội con rồng sẽ chống lại giáo hội qua sự băng hoại nhưng giáo hội sẽ được cứu nhờ vào sự thánh thiện và thuần khiết kẻ thù của giáo hội thời kỳ cuối sẽ là thú vui của xác thịt khi con rồng đang phun lửa vào dân số thế giới ngay lúc đó tôi thấy rằng mọi người trên thế giới hoàn toàn được hưởng niềm vui của thế giới khi tôi nhìn tôi thấy rằng từ kinh thánh màu đỏ của rồng nhựa cây đen này đang nhỏ dọc khắp thế giới và dân số thế giới đang nếm và uống thứ nhựa cây chảy ra từ kinh thánh màu đỏ này và họ nói kể từ khi thế giới được tạo ra chúng tôi chưa bao giờ được nếm trải điều gì thú vị như vậy nhanh chóng tôi thấy cổng của nhiều nhà thờ đã được mở kết quả là con cái của đức chúa trời và người của đức chúa trời đã ra ngoài để uống nhựa của con rồng đang làm mưa làm gió trên khắp thế giới tôi thấy các mục sư mục sư nhà truyền giáo và những người được nâng cao quyền lực tất cả họ đang chạy trên đường phố để nếm nhựa cây của con rồng đang nhỏ giọt từ kinh thánh của mình và làm mưa làm gió trên khắp thế giới tôi thấy rằng khi mọi người nếm nhựa rồng họ như choáng váng và mê sảng bạn yêu dấu, tôi thấy các mục sư và con cái của Đức Chúa Trời, những người đã nếm và uống nhựa của con rồng trở về nhà thờ của họ. Tuy nhiên, tôi thấy các thiên sứ của Chúa Trời bỏ nhiều nhà thờ nơi họ được chỉ định vì các mục sư và con cái của Chúa đã uống nhựa của con rồng. Tôi nhìn thấy những đội quân thiên thần có mặt ở nhiều nhà thờ, rời khỏi những nhà thờ này và quay trở lại thiên đường vì dân của Chúa thích uống rượu từ con rồng kết quả là quyền lực của bóng tối đã xâm nhập và chinh phục và bao vây nhiều nhà thờ thay thế quân đội của chúa sau sự kiện này tôi thấy rằng các nhà thờ này đã nhanh chóng áp dụng giáo lý về rồng và giáo lý về ma quỷ những người truyền đạo uống nhựa của con rồng không gian này bắt đầu rao giảng phúc âm của sự thịnh vượng phúc âm của sự thăng tiến phúc âm của phước lành và sự giàu có tôi thấy rằng những lời dạy mang tính vật chất và tự do này của con rồng đã xâm chiếm các nhà thờ trên trái đất kết quả là thiên đường đóng cửa và bóng tối bao phủ khắp trái đất và tất cả các nhà thờ đã áp dụng giáo lý về rồng và giáo lý về ma quỷ đều chìm trong bóng tối hoàn toàn khi thế giới chìm trong bóng tối vì học thuyết về rồng Tôi thấy các quan chức chính phủ thế giới tán thành và chấp thuận các cuộc hôn nhân đồng giới vì họ đã uống nhựa cây của kẻ chống Chúa. Sau đó, tôi nhìn thấy nhà thờ của Antichrist trên khắp thế giới và có rất nhiều. Khi tôi tiếp tục quan sát, tôi thấy giáo hoàng Công giáo La Mã đang họp với các nhà lãnh đạo thế giới. Họ đang chuẩn bị áp đặt lên các quốc gia trên thế giới bao gồm các quốc gia hồi giáo học thuyết hôn nhân đồng tính. Tôi nói, lạy Chúa rất nhiều người của ngài hiện đã nhận được dấu hiệu của an tiết chip vì giáo lý của hắn. Chúa nói, điều này đang xảy ra bởi vì giáo hội không làm theo ý muốn của ta nữa. Ý muốn của ta là dân ta có thể giữ lời ta. Tuy nhiên, những người uống rượu từ con rồng, bao gồm cả con cái của Đức Chúa Trời và các sứ thần đã không thể tuân giữ lời Đức Chúa Trời. Con rồng đã tìm cách loại bỏ học thuyết kinh thánh về sự thuần khiết và thánh thiện thay thế chúng bằng học thuyết vật chất và thịnh vượng từ kinh thánh của mình. Kết quả là con cái chúa đã không thể giữ lời chúa vì chúng đã uống rượu từ con rồng. Sau đó, tôi nhìn thấy con rồng trong không gian nói chuyện với những người phụ nữ vĩ đại của biển, yêu cầu họ bay lên từ thế giới biển lên thế giới bề mặt và nhập vào cơ thể của phụ nữ. khi tôi nhìn thấy những tiếng còi báo động này tôi thấy rằng họ là con người trong hình dạng của họ nhưng họ là quỷ từ nước họ nhập vào xác của những người phụ nữ trên trái đất kết quả là những người phụ nữ này bắt đầu mặc quần áo trong suốt chúa phán những phụ nữ này là nơi cư ngụ của các linh hồn nước sẽ hú còi trên đất họ đang mặc váy ngắn họ đang để lộ bộ ngực của họ họ đang trang điểm họ đang đội tóc giả kết quả là sự đồi bại tình dục đã xâm nhập vào giáo hội thậm chí là hiếp dâm khi chúa cho thấy điều này ngài nói tất cả các hội thánh đã tự nhuộm màu nếu ta đến ngày hôm nay thậm chí sẽ không có một con nào của ta được cứu vì sự dạy dỗ của con rồng đã chiếm lấy các nhà thờ trên trái đất tôi hỏi chúa ai là an tiếp Chiếp? cháu nói với tôi ANTICHREST đang đến là hiện thân của thú vui sát thịt và thú vui cuộc sống. Tôi thấy rằng có rất ít nhóm người được bảo tồn từ lời dạy của rồng. Họ mặc những bộ quần áo màu trắng tinh khiết nhất. Họ đang cầm kinh thánh của họ, nhưng tôi thấy rằng những vị thánh này đã bị bắt bớ và đánh đòn bởi an tiết Chúa phán những ai bị bắt bớ và đánh đòn bởi An-tiết-chít là dân sự của ta và là những người được chọn của ta. Những nhóm người nhỏ bé này đang tuân giữ lời lẽ thật và họ đang sống trong sự thánh hóa và kính sợ Đức Chúa trời. Đây là những người mà tôi sẽ say mê. Tôi nói, Lạy Chúa, tại sao dân Chúa đang đau khổ và bị bắt bớ? Chúa phán, Hội thánh sẽ trỗi dậy trong sự vỡ tan này sẽ đau khổ họ sẽ chịu đựng và sẽ bị bắt bớ chúng phải được thử thách trong những thử thách nhưng chúng không nên chối bỏ danh ta ai chối bỏ ta ta sẽ chối bỏ họ bạn sẽ nói với giáo hội của ta rằng họ sẽ bị ma quỷ quất roi họ sẽ bị bắt bớ họ sẽ bị trừng phạt bởi kẻ thù nhưng họ phải thể hiện sự kiên trì và trung thành bạn sẽ nói với giáo hội rằng họ đang sống trong thời đại thứ ba đó là thời đại của sự kết thúc của thời gian và Satan đã trỗi dậy để dẫn dắt giáo hội lạc lối. Kẻ chống Chúa sẽ vào nhà thờ và chống lại Chúa. Khi con cái của Đức Chúa Trời và các mục sư uống nhựa cây trong kinh thánh về rồng, thì những lời dạy của Đức Chúa Trời đã bị thay thế bằng những học thuyết về ma quỷ và những lời dạy về rồng. Tôi thấy rằng các nhà thờ đã uống điều này từ kinh thánh màu đỏ về con rồng, họ có dấu hiệu 666 trên trán và những nhà thờ này đang rao giảng về sự thịnh vượng, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa tự do. Tôi nói, lạy Chúa, tại sao tất cả những điều này lại xảy ra trong giáo hội? Chúa nói, điều này đang xảy ra bởi vì giáo hội của ta đã từ chối đi theo con đường và quỹ đạo mà ta đã chuẩn bị cho họ. Họ đã quay lưng lại với sự dạy dỗ về sự ăn năn, sự dạy dỗ về lòng đạo đức và sự dạy dỗ về sự thánh hóa họ đã chọn tội lỗi kết quả là ma quỷ đã xâm nhập và chinh phục các nhà thờ của họ ngay lúc đó tôi nhìn thấy không gian và con rồng phun lửa của thiên đường thứ hai đang xưng hô với dân số thế giới anh ấy nói với mọi người trên thế giới bây giờ tôi có giải pháp cho tất cả các vấn đề của bạn tôi đang nắm giữ giải pháp cho tất cả các vấn đề của nhân loại vì vậy Tôi ở đây để nói với bạn rằng hãy sống cuộc sống theo cách bạn muốn. Bạn có thể kết hôn và tái hôn và bạn sẽ ổn. Bạn có thể ngoại tình và bạn sẽ được ban phước. Bạn có thể phá vỡ sự tham gia và bạn sẽ thịnh vượng. Bạn có thể sống trong dối trá và bạn sẽ vươn lên và bạn sẽ được ban phước vì tôi có giải pháp cho mọi vấn đề của bạn. Tôi đang nắm giữ giải pháp cho tất cả các vấn đề của nhân loại, do đó bạn có thể sống theo cách bạn muốn. Khi con rồng đang khuyến khích thế giới sống trong tội lỗi, tôi thấy trong giáo hội, con cái của Đức Chúa Trời đi phá thai, thực hành tội lỗi và sống trong tà dâm và họ đã được ban phước. Họ làm ăn phát đạt và thăng tiến trong công việc dù sống trong tội lỗi. Con rồng đang khích lệ cả thế giới trong tội lỗi. Tôi nói, lạy chúa, dân của ngài đang sống trong sự vô luân, theo sự chỉ dẫn của con rồng và họ được ban phước. Chúa phán, hỡi con trai, ta không ban phước cho những người sống trong tội lỗi. Bất cứ khi nào con cái ta sống trong tà dâm và chúng được ban phước, thì phước hạnh không đến từ ta. Đó là anti-chip là con rồng. Con thú không gian này đang ban phước cho nhiều người đang sống trong tội lỗi để khuyến khích một cuộc sống tội lỗi để chuẩn bị tâm hồn của họ cho hồ lửa và diêm sinh. Mục tiêu của con rồng là ban phước cho mọi người trong nhà thờ và dẫn họ xuống địa ngục nhiều người đang sống trong tội lỗi và được con rồng ban phước và họ cảm thấy thoải mái. Họ thấy không cần phải ăn năn. Bởi vì con rồng không gian Antic Chích đang chuẩn bị linh hồn của họ cho sự diệt vong. Những người này sẽ không còn lưu tâm đến việc ăn năn và từ bỏ vì họ được ban phước cho của cải vật chất và họ nghĩ rằng đó là Đức Chúa Trời ban phước cho họ mặc dù họ sống trong tội lỗi. tôi thấy rằng dân sự của đức chúa trời không còn cần sự trong sạch và thánh khiết nữa vì họ đã được ban phước về mặt vật chất bất chấp tội lỗi và gian dâm của họ trong khi đó con rồng tiếp tục thốt lên trước dân chúng thế giới rằng tôi có giải pháp cho mọi vấn đề của thế giới hãy đến với tôi với tất cả các vấn đề của bạn tôi có giải pháp và anh ấy đang đưa ra giải pháp và câu trả lời cho những vấn đề của loài người của đức chúa trời đang sống trong tội lỗi thưa các anh em, tôi thấy rằng tất cả các nhà thờ này đều được ban phước về mặt vật chất, nhưng sự kính sợ Chúa và sự thánh hóa không còn ở đó nữa. Mục đích của Antichip là khiến con cái của Đức Chúa Trời được ban phước bằng những thứ dễ hư hỏng và của cải vật chất tạm bợ để chúng mất linh hồn. Mọi người đến nhà thờ để kết hôn và được ban phước nhưng không phải vì nước thiên đàng. Tôi thấy rằng trong nhiều nhà thờ trên trái đất khi mọi người cầu nguyện, lời cầu nguyện của họ tập trung vào hàng hóa của thế giới này và những thứ dễ hư hỏng đang trôi qua. họ chỉ cầu nguyện cho điều đang trôi qua và Chúa đã không nghe thấy lời cầu nguyện của họ. trong khi đó, con rồng an tiếp tiếp liên tục thốt ra những lời bán bổ tuyên bố rằng hắn có giải pháp cho các vấn đề của thế giới. con rồng đang hét lên trên bầu trời rằng bạn có thể tiếp tục phạm tội, bạn có thể tiếp tục rèn luyện. Tôi có giải pháp cho vấn đề của bạn. Tôi sẽ chúc phúc cho bạn. Bạn ơi, nếu bạn không nghe lời dạy về sự nên thánh, từ bỏ và nên thánh trong nhà thờ của bạn, thì bạn phải rời khỏi nhà thờ đó. Đây không phải là hội thánh của Đức Chúa Trời. Anh Tiếp Chíp đã cai trị nhiều nhà thờ ban phước cho họ bằng tiền bạc. Chúa Giêsu không rao giảng về sự thịnh vượng và sự thăng hoa. Ngài rao giảng tình yêu thương, sự ăn năn, sự tha thứ, tình anh em, trong khi lời giảng về vật chất và thịnh vượng đến từ con rồng. Đó là một học thuyết của An Tiếp Họ đang chuẩn bị cho con cái của Đức Chúa Trời trong hồ lửa. Những học thuyết duy vật này xuất phát từ con rồng là An Tiếp Đó là lý do tại sao những người đang sống trong sự ăn năn, từ bỏ và nên thánh là những người đang đau khổ nhưng những người sống trong tội lỗi đang thịnh vượng và họ được con rồng ban phước vì họ đã uống nhựa của con rồng để chuẩn bị cho hồ lửa hãy để ân điển của chúa không lừa dối bạn khi bạn sống trong tội lỗi và cho rằng bạn đang ở dưới ân điển bạn đang tự lừa dối mình vì bạn sẽ bị hư mất những người đàn ông của đức chúa trời từ antichip có hành vi gian dâm và đồi bại vì họ được ban phước nhưng họ đã chia cắt nhiều gia đình vì tà dâm tôi thấy những đứa trẻ tự chống lại cha mẹ của mình và con rồng đang khích lệ chúng rằng giờ bạn sẽ bị nguyền rủa hãy phản đối các mục sư của bạn và bạn sẽ không bị nguyền rủa tôi thấy mọi người chỉ trích mục sư của họ vì con rồng sau đó chúa nói với tôi hãy nhìn lên bầu trời khi tôi nhìn tôi nghe thấy một giọng nói hãy cẩn thận người dân của tôi cái ác chắc chắn sẽ đến nhưng hãy cẩn thận. Tôi không muốn ly hôn. Tôi không muốn điều ác. Tôi không muốn nổi loạn và gian dâm. Ngày nay, mọi người đến nhà thờ nhưng họ không biết đường đi của Chúa. Anh Tiếp đã làm cứng trái tim của nhiều người. Họ không tôn trọng lời Đức Chúa Trời, lời cầu nguyện, uy quyền và nơi thánh. Họ cứng lòng bởi vì cả trái đất đã say mê Anh Tiếp Chíp. tôi thấy rằng con rồng không gian rất vui và anh ta đang khuyến khích chúng tiếp tục phạm tội